Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel giải trí tổng hợp của mình. Như thường lệ thì sau cứ 3 video thì lại có một video gọi là thủ tục đi. Trước khi vào một cái vấn đề chính trong video này thì mình lại giới thiệu qua một chút này. Bên kênh Lãng Tâm Kiếm Hào nó đã bật kiếm tiền lên rồi. Và hôm qua thì mình đã đăng lên cái hồi thứ tư rồi. Và từ bắt đầu từ bữa nay thì sẽ làm song song cả hai bên luôn. Bên này và bên Lãng Tâm Kiếm Hào ở phần 2, bên này phần 1 và bên Lãng Tâm Kiếm Hào phần 2 luôn. Bạn nào mà ví dụ như hôm nay các bạn coi ở bên này mà cảm thấy là chưa thỏa mãn thì bạn lại cứ qua phần 2 coi tiếp giúp mình. Thực ra hai phần nó không liên quan nhiều đến nhau, nó chỉ có những nhân vật chung thôi, như là Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào Diễm Thần, Chư Bát Giới đó, thầy trò Tôn Ngộ Không. Và lúc đấy nó ra một thế giới mới rồi, chứ còn lại nội dung nó cũng không liên quan gì đến lắm, nên các bạn không phải lo lắng. Đây là miền giao diện kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Hiện tại hôm qua mình đã ra đến cái hồi thứ tư rồi. Bên Trung Quốc thì nó mới ra, hình như là mình nhớ là gần 110 hồi. Như bên này mình đã thông báo ở đầu video, có nghĩa là bên này mình sẽ ra mà một thời gian nữa thì nó sẽ kịp tiến độ thôi. Nó sẽ kịp tiến độ và đến khi nào bên Trung Quốc ra hồi nào thì bên này mình sẽ có đội dịch, là dịch ngay trong ngày ra cái hồi đó luôn, nên các bạn sẽ không sợ. Với các bạn sẽ không sợ chứ các bạn mà làm trên mạng mà đăng trước để mà lộ nội dung nữa. Đây thì mình sẽ thử cho bạn coi này. Ok, xin chào tất cả các bạn đã Đây mình đã làm hồi thứ tư, mà cái hồi thứ tư này là nó là bao gồm cả, thực ra nó đã đến hồi thứ sáu hồi gốc, tại mình gom lại hai hồi mà, chứ không có phải là nó là một hồi. Một hồi của nó chỉ có tương đương khoảng chục phút thôi, giờ mình đã gom lại hai hồi rồi. Đây đây cái mặt mình này các bạn nhìn thấy rất là ngáo, tại vì lúc đấy hôm qua là mình vừa mới làm về, mình vừa mới làm về chưa tắm rửa gì cả, và kiểu như là mình sợ nó không kịp tiến độ cho các bạn ấy, nên là mình vô mình đọc luôn. Nhưng bạn mồ hôi còn nhễ nhại này, ok, nên các bạn hãy thông cảm cho mình về cái vấn đề mà hình ảnh nó không được đẹp nhé. Rồi bây giờ là mình lại quay về cái vấn đề chính bên Hắc Ám Tây Du đi. Trước khi nói một vấn đề khác thì mình giải thích sơ các bạn này, một trong một cái kênh của mình á, khi Ok, khi xin mỗi chào. khi có thông báo gì thì các bạn cứ vô kênh nhóm bán, các bạn vào phần cộng đồng này, tại vì cứ mỗi lần có thông báo như video mới hay giờ ra hay gì đó thì nó sẽ có ở đây cái phần cộng đồng này. Đây đó, ví dụ ad đầu tư này, hay là hồi nào bên nào được duyệt này, hay là như thế nào đó, ra rất khuya ra rất chậm thế nào mình sẽ thông báo ở đây, nên một số bạn cứ hay hỏi. Các bạn cứ vô cái phần mà cộng đồng này thì mình sẽ có giải thích cho các bạn trong đó sẵn rồi, các bạn không cần phải lo lắng nhiều. Rồi bây giờ sẽ đi vô nội dung chính. Đầu tiên thì mình xin nhặt sạn một chút xíu đi. Như hôm qua nhiều bạn rất để ý là hôm qua có cái đoạn mà nhiều bạn nó nói là ồ, tại sao trong cái chuyện này là admin cho Ẩn Sơn Đông đi theo dài để cắm Sừng Phụ Minh. Thực ra cái câu chuyện này á, kể cả chuyện gốc của nó cũng có nhiều cái nó kiểu tên nhân vật nó bị sai lắm. Và nó ví dụ như là trong một nhóm mà Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không hay Diễm Thần cùng đi với nhau, lúc này nó đang dịch là ba người, vậy mà tí hồi sau nó thì nó lại thành ví, đặc biệt là những nhân vật như Tê Chiếu, Diễm Thần nó hay lộn với nhau lắm, kiểu như vậy, nên một số bạn dịch các bạn cũng phải để ý để dịch lại. Và như cái hồi hôm qua thì đó là cũng là một sai sót nhỏ, và đặc biệt thì mình thấy là các bạn có thể để ý được những cái chi tiết đó, như vậy là các bạn thực sự rất có đam mê và nghe không bỏ một tí nào thì mới để ý được những chi tiết đó, chứ không phải là nếu mà chúng ta nghe một cách mà qua loa theo mình nghĩ thì chắc không để ý được đâu. Nói chung là thực sự mình thấy là đều những người yêu chuyện cả. Rồi đến vấn đề thứ hai nữa là một số bạn là nói là à, một số có một một cái sạn nhỏ đó là về cái nội dung mà hồi thứ 188 đấy, có nói là cái vấn đề mà đạo chuẩn phong ấn Minh Tôn với Khai Tịch Giả và Tôn Không, nhưng mà trước đó thì nói là của Tiêu Hầu Tử đấy. Nhưng mà cái này thì theo mình cũng nghĩ không phải là sạn lắm đâu, với từ từ rồi sẽ có giải thích hết. Rồi hai cái đó là theo mình nghĩ là một những sai sót nhỏ thôi. Còn một vấn đề thứ ba này nữa mày, thì mình cũng muốn để các bạn tự giải thích xem thế nào. Có nghĩa là mình chỉ đưa đây thôi, có nghĩa là các bạn sẽ cùng nhau giải đáp xem nó có phải là sạn hay không, hay là như thế nào đó, hoặc là có một cách giải thích khác hay không. Như các bạn đã biết là từ xuyên suốt từ hồi 1 đến hồi thứ 189 này, có nghĩa là trong câu chuyện nó chỉ kể ra lục đại thần quốc và bốn cao cấp thế giới thôi. Bốn cao cấp thế giới đó là Hóa Lôi Tổ giới này, Thương Lan Thủy giới này, Phương Thốn Linh giới, và gì nhỉ, Hóa Lôi Tổ giới này, Thương Lan Thủy giới, Phương Thốn Linh giới và Hồng Hoang Cổ giới đó. Nhưng mà trong cái cuối cái hồi mà
thứ 189 này các bạn để ý này, khi mà tuần thiên giả trừng phạt bên của Ma Diệt Thiên là Diệt Thế Ma Quốc đấy, thì có nói là sẽ giảm đi bốn đại cao ba đại cao ba cái cao cấp thế giới mà trực thuộc của Diệt Thế Ma Quốc và 10 trung cấp thế giới. Có và nó viết thêm là dưới dưới Diệt Thế Ma Quốc thì có tất cả là 5 cao cấp thế giới là phụ thuộc vào hồng quang của giới, sau khi bị loại bỏ 3 thì lại còn 2. Mà có nghĩa từ đầu đến giờ chỉ có 4 cao cấp thế giới thôi. Nên các bạn có thể ý thấy có vẻ đó là một cái hạt sạn không hay là như thế nào? Cái vấn đề này có thể về sau nó sẽ giải thích, nhưng mà hiện tại bây giờ theo mình nghĩ là sạn, còn không biết là các bạn có câu trả lời nào nó hợp lý hay hơn hay không. Nhưng mà đó, nói chung là mình chỉ đưa ra những cái mà cảm thấy là có vẻ là sạn trong đấy để các bạn cùng nhau bàn luận. Vì ở đây là mỗi một câu chuyện là chúng ta nghe để chúng ta có cái sự cảm nhận riêng, có sự gọi là vui vẻ, có sự gọi là tìm kiếm sự thoải mái. Đó, ok. Có nghĩa là ở trên YouTube này thì các bạn cứ tùy ý đưa ra ý kiến của mình. Ok. Thứ nhất đó là những cái sạn mà mình thấy được trong đây và muốn đưa ra cho các bạn. Có thể một số bạn có ý kiến hay có thể giải thích được, nhưng còn theo mình cái đó là sạn rồi. Hoặc là về sau nó có giải thích hay không thì mình cũng không dám chắc. Đó, ok. Bây giờ thì mình sẽ đi vào một số cái câu hỏi mà một số bạn hay hỏi này. Mình phải nhờ chị Google đọc lên một chút xíu, các bạn thông cảm cho mình nha. Dạo này thì mình cũng hơi hơi bị ấy quá, hơi viêm họng quá nên cũng không có đọc nhiều được. Đây. Tiếng Việt này. Mấy ông vũ trụ chấp pháp giả tên là gì vậy S, còn một vị chết là ai? Trong đây thì nó nói vũ trụ chấp pháp giả là có 8 vị. Được biết những vị như là thẩm phán giả mà lúc mà ở lục quốc chiến là một này, trừng tội giả là người đeo xiềng xích người Minh Thần Quân là hai này, ngự linh giả mà xuất hiện giao nhiệm vụ tôi không là ba này, và tuần thiên giả là người đánh Ma Diệt Thiên một trưởng là bốn. Đó, nó chỉ mới kể ra bốn vị thôi. Đương nhiên các mấy cái vị kia thì đương nhiên là mình cũng biết tên rồi, nhưng mà đương nhiên là không nên kể ra, tại vì có nghĩa là mình sẽ trả lời cho các bạn trong cái quá trình câu chuyện nó đi đến bây giờ nó có như thế nào, còn lại mình không kể trước, nó giảm mất hay đi, và các bạn cũng cứ cố gắng từ từ theo dõi mạch chuyện thì nó hay hơn. Rồi, có nghĩa là bây giờ đã kể được bốn vị như vậy. Và chấp vũ trụ chấp pháp giả này theo chuyện này bây giờ thì nó có nghĩa là chín viên đan dược của khai tịnh giả luyện thành. Đây, cái này mình thấy cũng hay, bạn nhiều hỏi bây giờ nó đã có rồi. Nếu bạn đọc ý kỹ thì cái hồi 189 nó đã có kể tên hết tất cả các vị giới chủ rồi. Đây, kể tên tất cả các vị giới chủ nha. Mình để mình nhớ xem nào. Hóa lôi tổ giới là lôi vạn pháp này, thương lan thủy giới là hoàng triệt này, hồng hoang cổ giới là huyền thiên tử này, phương thối linh giới là mục đông thăng này, đó là bốn cái đại cao cấp thế giới. Còn trong lục đại thần quốc là hoàng tuyền thế giới là hoàng nguyệt hoàng tuyền này, sáng thế thần quốc là tiêu hòa này, vạn thần điện là bất nhạ trần này, vạn linh cảnh là linh giật này, Diệt Thế Ma Quốc là Ma Diệt Thiên. Ok, vậy là hết rồi. À, còn Vạn Yêu Quốc thì là Vạn Yêu Vương Tàng Giới. Đó, đã kể tên được hết rồi. Còn một số chiêu thức, một số bạn hay hỏi là ví dụ chiêu thức của Cửu Tắc Quyết thì tôi cũng không đã sử dụng được cái gì. Mình cũng nhớ nhớ mang máng là được như là bát tắc thị vi, lục tắc thị vi cấm này, bát tắc thị vi ngữ cái gì đó, từ từ để mình sẽ cố gắng mình dò lại xem rồi giải thích cho các bạn cái đó sau. Ad cho mình hỏi, chấn giới thiên bi tự hành nhận chủ, sao Ma Diệt Thiên chưa chết mà tuần thiên giả lấy được thiên bi? À, ở đây này, ở các hồi trước thì nhiều lần đã nói là thứ nhất là thiên bi tự hành nhận chủ nhưng mà có thể cưỡng ép được. Đó, có một trường hợp nữa là có thể cưỡng ép được, giống như ngày xưa trường hợp của Ma Diệt Thiên tại sao lại lấy được cái chấn giới thiên bi của Tê Chiếu. Đây cũng là một cái âm mưu đấy, về sau từ từ nó sẽ nói rõ. Có nghĩa là thiên bi thứ nhất là tự hành nhận chủ, thứ hai là cưỡng ép được. Đó, nó là như vậy, cũng giống như là giới khí cũng vậy. Giới khí thì nó cũng tự hành nhận chủ nhưng mà có thể cưỡng ép được. Chẳng qua nó sẽ gồm không tốt như là người sẽ chọn thôi. Và thứ hai là ở đây là cưỡng ép là tuần thiên giả rồi, tuần thiên giả đã quá mạnh rồi. Kể cả như mà ví dụ như là Ma Diệt Thiên lúc này mà dùng chấn giới thiên bi
Mà đánh nhau với Tuần Thiên Giả là chắc chắn là không ăn rồi. Tôn Ngộ Không hiện tại đang ở thực lực gì vậy S, và tại sao lúc đầu mất một đạo nhỉ, mình nghe không rõ lắm. Tôn Ngộ Không hiện tại là đang ở tu vi, trong này có nghĩa là tu vi là đang ở Chí Tôn Đỉnh Phong. Chí Tôn Đỉnh Phong có nghĩa là đẳng cấp Cửu Vân và dung hợp được tất cả các đạo pháp tắc trong người. Thường là 9 đạo nhưng mà trong đây Tôn Ngộ Không chỉ là dung hợp được 8 đạo thôi. Nhưng mà gọi là tu vi vẫn ở đỉnh phong Chí Tôn. Và tại sao lúc đầu mất đi một đạo? Tại vì lúc đầu lúc đấy là Tôn Không đang bất tỉnh, một đạo vũ trụ pháp tắc ấy, trong truyện nó viết là khi mà quán chú vào người thì một đạo vũ trụ pháp tắc đấy rồi để tiến hành trị liệu thương thế và nó mất luôn. Và lúc đó cô không ăn cái xỉu nữa nên là cũng không gọi là cũng không dung hợp được, và nó sử dụng luôn để chữa lành thương thế trong người nên là sẽ mất luôn. Rồi, ok. Có nghĩa là hiện tại tôi không đang ở Chí Tôn Đỉnh Phong nhưng mà thực lực chiến đấu là có thể là mạnh hơn giới chủ. Bởi vì có quá nhiều cái đồ chơi hàng nóng trong người, như là Chấn Giới Thiên Bi là một này, Bồ Đề Diệu Thụ là hai này. Và một số cái nữa rồi, chưa kể có Hắc Quang, Bạch Quang trong Chấn Giới Thiên Bi nữa, rồi có Cửu Tắc Quyết này, hay là Vạn Yêu Vạn Vạn gì chư sư chư thần Thương Sinh Quyết này, đó, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, ui quá nhiều, Phong Thiên Ấn rồi thì Cửu Tắc Quyết, quá nhiều đồ chơi trong người nên là mạnh hơn cả giới chủ luôn. Trong truyện có đoạn là nói trong mỗi khối chân giới thiên bi có cả khai tịch giả lẫn minh tôn, vậy khối thứ sáu của độ yêu đệ lục thì Mình hiểu sao? câu hỏi của bạn này có nghĩa là độ, các bạn để ý một cái chi tiết, độ yêu đệ lục. Độ yêu đệ lục có nghĩa là các bạn để ý cái hồi lục quốc chiến, độ yêu đệ lục là nó có theo câu chuyện nó viết thì trong đó có phần hồng ấn cả một đầu yêu tổ. Thì không biết là bạn này nói là có nghĩa là tại sao mà Chấn Giới Thiên Bi này đã có khai tịch giả và minh tôn, và bên trong lại còn có cả yêu tổ nữa. Thì đương nhiên cái câu chuyện nó, theo mình nghĩ bây giờ thì giải thích nó rất đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ là đã phong ấn được hai người thì phong ấn thêm một người thứ ba, đó là chuyện rất bình thường. Còn bên trong đó có xảy ra xung đột hay không thì nó cũng không chắc, để từ từ về sau nó sẽ giải thích sau. Có nghĩa là bây giờ kiểu như là nếu mà chỉ phong ấn được một người không nói, có nghĩa là đã phong ấn được cả Minh Tôn và Khai Tịch Giả chui được vào trong đó, thì đương nhiên phong ấn thêm một đầu độ yêu đệ lục, à một đầu yêu tổ, thì nó cũng không có gì là khó hiểu lắm đâu. Rồi ok, video giải thích này đến đây của mình đã đây là hết rồi. Thứ nhất là cũng muốn nhạt sạn ra cho một số các bạn này. Thứ hai là giải thích một vài câu hỏi. Ở đây mình xin nhắc lại này. Ở trên YouTube thì các bạn cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình đi. Nói chung là một câu chuyện nó để thư giãn mà, chứ không có vấn đề gì cả. Các bạn có thắc mắc nào, các bạn cứ lên đây để, thứ nhất là mình không giải thích được thì các bạn xung quanh sẽ giải thích cho các bạn, để tạo thành một cộng đồng nó vững mạnh. Các bạn vào đây để tìm cái giải trí, không phải để cãi nhau, không phải gì cả. Nhưng mà tất cả các bạn có thắc mắc các bạn cứ đưa lên để cho mọi người cùng giải đáp cho các bạn. Và mình xin nhắc lại, một video này nó cũng thứ nhất là có hai mục đích đó, thứ hai là tìm sạn nhà sạn cho các bạn này, thứ hai là giải thích một số câu hỏi nổi cộm, và thứ ba nó là một cái video gọi là thủ tục thôi. Và các bạn đừng quên, nếu mà các bạn xem xong bộ 1 rồi, xem xong cái phần này mà cảm thấy nó chưa thỏa mãn và muốn nghe thêm thì các bạn qua bên Lãng Tập Kiếm Hào nghe cái hồi 2 là Thương Khung Thế Giới đó. Ok, đây là phần thứ hai, mình lại nhắc lại một lần nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.